Trong thời kỳ hiện nay, nhiều học sinh mới bước chân vào tiểu học đã phải đối mặt với lịch học dày đặc và áp lực học tập không nhẹ. Đối với một số phụ huynh, việc đảm bảo con cái không tụt hậu trong cuộc đua vận hành của giáo dục hiện đại là ưu tiên hàng đầu. Một cách phổ biến để đối phó với tình huống này là cho con học thêm ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, việc này không đơn giản và đặt ra nhiều vấn đề cần suy xét cẩn thận từ phía phụ huynh. Một trong những vấn đề quan trọng là chi phí. Việc đăng ký lớp học thêm thường đi kèm với một khoản phí không hề nhỏ. Cụ thể, mỗi buổi học thêm có thể tốn từ vài trăm đến vài triệu đồng tùy theo trường lớp và địa phương. Với một số gia đình, việc phải bỏ ra số tiền này hàng tháng có thể gây khó khăn về mặt tài chính. Ngoài khía cạnh tài chính, áp lực tâm lý cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Với lịch trình học tập kéo dài và áp lực để đạt điểm số cao, nhiều học sinh, đặc biệt là ở độ tuổi tiểu học, có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Họ phải tham gia vào nhiều buổi học thêm sau giờ chính, dẫn đến một ngày học kéo dài từ sáng đến tối. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của học sinh mà còn khiến cho cuộc sống học tập trở nên áp lực và không còn sự thú vị. Một khía cạnh khác của việc học thêm là vấn đề hiệu quả. Trong một số trường hợp, học thêm có thể giúp học sinh nắm vững kiến thức và tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc này cũng mang lại kết quả tốt. Một số học sinh có thể cảm thấy quá áp lực với lịch trình học tập quá nặng nề, dẫn đến sự mất hứng thú và tình trạng căng thẳng. Điều này có thể ngược lại với mục tiêu ban đầu của việc học thêm. Tóm lại, việc cho con học thêm tại tiểu học là một quyết định không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía phụ huynh, đặc biệt là khi đặt vào tình huống áp lực tài chính và tâm lý. Sự cân nhắc kỹ lưỡng này cần dựa trên nhu cầu và sự phát triển của từng đứa trẻ, đảm bảo rằng việc học thêm thực sự có lợi và không gây thêm áp lực không cần thiết cho họ. Những ngày học của học sinh tiểu học thường kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, với nhiều buổi học thêm và nhiều môn học. Không chỉ những buổi học chính khóa mà còn có các buổi học thêm sau giờ. Điều này đặt ra câu hỏi về áp lực học tập đối với học sinh cùng với những khó khăn mà phụ huynh phải đối mặt. Với nhiều phụ huynh, việc đảm bảo con cái không tụt hậu trong cuộc đua vận hành của giáo dục hiện đại là ưu tiên hàng đầu. Để đạt được điều này, họ cho con học thêm tại các trung tâm giáo dục sau giờ chính khóa. Mặc dù việc này có thể giúp cải thiện kiến thức của học sinh, nhưng nó cũng đi kèm với nhiều khía cạnh phức tạp. Một trong những vấn đề quan trọng là chi phí. Việc đăng ký lớp học thêm thường đi kèm với một khoản phí không hề nhỏ. Với một số gia đình, việc phải bỏ ra số tiền này hàng tháng có thể gây khó khăn về mặt tài chính. Ngoài khía cạnh tài chính, áp lực tâm lý cũng là một vấn đề đáng quan ngại. Với lịch trình học tập kéo dài và áp lực để đạt điểm số cao, nhiều học sinh, đặc biệt là ở độ tuổi tiểu học, có thể cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng. Một khía cạnh khác của việc học thêm là vấn đề hiệu quả. Trong một số trường hợp, học thêm có thể giúp học sinh nắm vững kiến thức và tiến bộ đáng kể. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc này cũng mang lại kết quả tốt. Một số học sinh có thể cảm thấy quá áp lực với lịch trình học tập quá nặng nề, dẫn đến sự mất hứng thú và tình trạng căng thẳng. Tóm lại, việc cho con học thêm tại tiểu học là một quyết định không dễ dàng. Nó đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng từ phía phụ huynh, đảm bảo rằng việc học thêm thực sự có lợi và không gây thêm áp lực không cần thiết cho học sinh.